Thêm một ca COVID-19 mới phát hiện dương tính sau 4 lần xét nghiệm. Sáng ngày 16 tháng 8, Bộ Y tế công bố ca COVID-19 thứ 951 tại Việt Nam. Đây là bệnh nhân trở về từ Guinea Xích Đạo từ ngày 29 tháng 7. Sau xét nghiệm lần 4, phát hiện dương tính SARS-CoV-2. Ca bệnh 951 là bệnh nhân nam, 27 tuổi, có địa chỉ tại Yên Thành, Nghệ An. Ngày 29 tháng 7 năm 2020, từ Guinea Xích Đạo về sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN6 được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 14 tháng 8 năm 2020 dương tính với virus SARS-CoV-2. Như vậy, đến 6 giờ ngày 16 tháng 8, Việt Nam có tổng cộng 951 ca mắc COVID-19, trong đó 334 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay và 617 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Diễn biến dịch bùng phát từ ngày 25 tháng 7 đến nay tại Đà Nẵng với số ca mắc COVID-19 liên quan đến địa phương này là 477 ca xảy ra tại 15 tỉnh thành. Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, có thêm 10 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Đà Nẵng. Hiện Việt Nam chữa khỏi 447 trên 951 ca mắc COVID-19, 23 trường hợp tử vong. Trong số bệnh nhân đang điều trị, còn 141 ca đã âm tính từ 1 đến 2 lần với SARS-CoV-2. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly 107.642, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 4.015, cách ly tập trung tại cơ sở khác 24.948, cách ly tại nhà nơi lưu trú 78.679. Tiếp tục sẽ là những thông tin mới cập nhật về tình hình đại dịch COVID-19. Sáng nay ngày 14 tháng 8, Bộ Y tế thông báo có thêm 3 bệnh nhân COVID-19 mới ở Hải Dương và 3 ca ở Quảng Nam. Như vậy, tính đến 17 giờ chiều nay, thì Việt Nam đã ghi nhận tổng số là 911 ca mắc COVID-19, trong đó có 327 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Từ ngày 25 tháng 7 cho đến nay, có 444 ca mắc liên quan đến Đà Nẵng. Và đáng chú ý là tại huyện Duy Xuyên của tỉnh Quảng Nam, một gia đình có tới 4 người mắc COVID-19, gồm nữ bệnh nhân số 722, và sáng nay thêm 3 bệnh nhân từ 909 đến 911 là con, cháu và chồng của bệnh nhân này. Từ hôm nay thì thành phố Hải Dương cũng đã phải thực hiện lệnh cách ly xã hội. 3 ca ghi nhận ở Hải Dương được công bố sáng nay đều là nhân viên một quán ăn, gồm bệnh nhân số 906 và 907 cùng trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, bệnh nhân số 908 trú tại Quỳnh Phụ, Thái Bình. Cả 3 bệnh nhân trên làm việc cùng địa chỉ tại quán Thế Giới Bò Tơ ở số 36 Quang Trung, thành phố Hải Dương và có tiếp xúc với bệnh nhân số 867. Ngay từ 0 giờ sáng nay, 14 tháng 8, thành phố Hải Dương đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ. Thời gian giãn cách kéo dài trong 15 ngày và tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu. Thưa quý vị, theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật thì bản tin 18 giờ ngày 14 tháng 8 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết vừa phát hiện thêm 18 ca mắc COVID-19 mới, trong đó thì có 1 ca nhập cảnh trái phép. Trong số 18 ca mắc COVID-19 mới thì có 17 ca liên quan tới Đà Nẵng 15 ca, Quảng Nam 2 ca và tại thành phố Hồ Chí Minh là 1 ca nhập cảnh trái phép vào Việt Nam được cách ly ngay. Thưa quý vị, dù là các ca COVID-19 vẫn liên tục tăng cao, song thông tin tích cực đó là số bệnh nhân COVID-19 được chữa trị khỏi bệnh thì cũng liên tục gia tăng. Hôm qua, 10 bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cũng đã khỏi bệnh và được xuất viện về nhà. Trong số này thì có một bệnh nhi 8 tháng tuổi. 10 bệnh nhân COVID-19 được ra viện hôm nay gồm các bệnh nhân số 425, 466, 469, 495, 581, 638, 665, 682, 685 và bệnh nhân 730. Trong số này có bệnh nhân 685 là cháu bé mới 8 tháng tuổi. Với các cái bệnh nhân mà âm tính nhiều lần như vậy thì đấy là cho chúng ta một tín hiệu rất là tốt. Chứng tỏ là cái công tác điều trị và chăm sóc của chúng ta rất là hiệu quả. Thứ trưởng Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại Đà Nẵng đã trao quyết định công nhận khỏi COVID-19 và giấy ra viện cho các bệnh nhân đã có 3 lần liên tiếp âm tính với virus SARS-CoV-2. Trong vòng 14 ngày cách ly
rất là chu đáo và tận tình. Em xin cảm ơn tất cả các y bác sĩ rất là nhiều ạ. Tập trung cứu chữa và chữa khỏi cho các bệnh nhân, 10 bệnh nhân được xuất viện lần này và còn hơn 170 bệnh nhân cũng sẽ được tiếp tục nhận được cái sự cung cấp những cái dịch vụ y tế tốt nhất và cái phác đồ điều trị phù hợp nhất. Tất cả những bệnh nhân sau khi xuất viện sẽ tiếp tục thực hiện cách ly thêm 14 ngày dưới sự giám sát của y tế địa phương. Tính đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang đang điều trị cho hơn 170 bệnh nhân mắc COVID-19. Hiện nhiều bệnh nhân đã có kết quả âm tính lần 1, lần 2. Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, khi cả hệ thống chính trị đang căng mình chống dịch thì một số đối tượng chỉ vì hám lợi đã lén lút tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, bất chấp nguy cơ làm cho dịch bệnh có thể thẩm lậu và phát tán nhanh chóng vào nước ta, đe dọa tính mạng của người dân và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh biên giới. Trước tình hình này, thì Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng vào cuộc, đấu tranh triệt xóa các đường dây tội phạm có tổ chức này. Mặc dù địa bàn tỉnh An Giang chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19, tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh, Giám đốc Công an tỉnh này đã yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương, nhất là lực lượng đóng quân trên địa bàn tuyến biên giới, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh trên các tuyến biên giới, cửa khẩu, nhất là tại các đường mòn, lối mở. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ xử lý mạnh, đặc biệt nhất là phải tăng cường các cái lực lượng chốt chặn ở các cái tuyến biên giới để đảm bảo được cái tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đồng thời ngăn chặn các cái việc là người qua lại xuất cảnh trái phép. Thời gian qua, Công an tỉnh An Giang đã triệt phá thành công 4 đường dây tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam Campuchia. Trong đó, một đường dây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng. 3 đường dây còn lại đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng cầm đầu và đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan. Qua khai nhận, mỗi phi vụ thành công, đối tượng được nhận 2 triệu đồng một người. Thì nghèo khổ với lại không biết chữ nghĩa gần, người ta cho tiền nhiều thì ham chở qua, có mấy lần đâu có gì đâu. Việc đưa người qua lại biên giới trái phép là vi phạm pháp luật, vừa vi phạm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 và cái tội danh đưa người qua lại biên giới trái phép có khung hình phạt cao nhất đến 15 năm tù. Vì vậy, người dân ở khu vực biên giới cần nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia tiếp tay cho các đối tượng tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép. Để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, trong thời gian tới, bên cạnh nỗ lực cố gắng của các ngành các cấp, rất cần sự chung tay góp sức của người dân sinh sống trên tuyến biên giới trong việc tuyên truyền giáo dục người thân, gia đình không vi phạm pháp luật. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, đặc biệt là trong bối cảnh nhiều tỉnh thành đã ghi nhận các nhiễm bệnh trong cộng đồng, tỉnh Quảng Ninh đã quyết liệt triển khai các biện pháp kiểm soát phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho nhân dân, cộng đồng và du khách. Đồng thời, tỉnh vẫn duy trì ổn định xã hội, phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong môi trường an toàn. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC. Hôm nay cần làm lại sổ bảo hiểm y tế nên bà Bùi Thị Hồng đã đến phường Hồng Gai để làm các giấy tờ. Ngay từ cửa, bà được cán bộ phường đo thân nhiệt và kiểm tra sức khỏe. Khi đảm bảo các yếu tố, bà Hồng đã có thể vào trong để làm việc. Hôm nay đến đây để làm cái sổ bảo hiểm y tế. Coi như là đến đây thì rất yên tâm là đến đây được ở đây coi như các chị sát khuẩn, nói chung là sát khuẩn và đo nhiệt độ, coi như là rất yên tâm cho nên chúng tôi rất là không phải lo gì cả. Những ngày này, các cuộc họp bàn giải pháp phòng chống COVID-19 được lãnh đạo phường Hồng Gai thường xuyên triển khai, cập nhật thông tin. Mặc dù gặp đôi chút khó khăn do khối lượng công việc tăng lên nhiều, nhưng tập thể cán bộ phường đều xác định tinh thần quyết tâm chống dịch, không để trên địa bàn có ca nhiễm. Khó khăn hiện nay thì đối với cái lực lượng mỏng, bởi vì là cán bộ công chức phường thì ngoài cái việc mà thực hiện công tác phòng chống dịch thì cái việc mà thực hiện các cái nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là liên quan đến công tác cải cách hành chính và các nhiệm vụ thì anh em chúng tôi thì cũng phải thường xuyên thực hiện nhiệm vụ, các cái nhiệm vụ chính trị trên địa bàn phường thì vẫn cứ phải đảm bảo, bởi vì là phòng chống dịch trong cái giai đoạn hiện nay thì thực hiện theo cái mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo các nhiệm vụ phát triển kinh tế trên địa bàn phường, vừa phòng chống dịch. Tuy nhiên thì với cái sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị thì chúng tôi cũng đều hoàn thành tất cả các nhiệm vụ do ban chỉ đạo đề ra.
Hiện nay Quảng Ninh là địa phương chưa ghi nhận có ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong khi các tỉnh lân cận như Lạng Sơn, Bắc Giang đã có ca nhiễm. Do vậy, tỉnh đã tập trung xác định thông tin, khoanh vùng cách ly các điểm nguy cơ, thu dung F1, lấy mẫu kiểm tra quản lý thời gian cách ly. Đối với F2, tự quản lý ở nhà đến khi hết thời gian đảm bảo an toàn. Các trường hợp về từ Đà Nẵng cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính. Với tỉnh Quảng Ninh thì những cái một số tỉnh thành lân cận cũng đã có người nhiễm. Vì vậy, trách nhiệm của thành phố Hạ Long là một là tuyên truyền vận động để người dân hiểu và biết, đặc biệt là việc rà soát những người đi từ Đà Nẵng về và từ Đà Nẵng đến địa phương. Thì đây là nhiệm vụ mà có thể nói là chúng tôi đang tập trung, và đặc biệt khi có những cái người liên quan đến COVID-19 ở vùng Sơn Động Bắc Giang, rồi Đình Lập Lạng Sơn. Theo thống kê, có 41 người tại Hạ Long đã tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân số 673, hiện đã được đưa ngay vào bệnh viện cách ly số 2, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long. Rà soát, kiểm tra, phong tỏa những cái nơi mà người dính F1 là F0 đã đến cái địa bàn của thành phố Hạ Long. Cùng với việc đó thì chúng tôi làm nhiệm vụ rà soát phòng chống dịch bệnh ở trên địa bàn, thì chúng tôi vẫn phải tiếp tục phát triển kinh tế xã hội của thành phố, thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh cũng như là thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là việc phòng chống COVID cũng phải song hành đi đôi với việc phát triển kinh tế ở trên địa bàn thành phố. Theo chính quyền tỉnh Quảng Ninh, tất cả các biện pháp đều được thực hiện trên tinh thần tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác, không để xảy ra làn sóng thứ hai lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn, nhưng vẫn đảm bảo phát. Tin quốc tế, nhà chức trách tại thành phố Thâm Quyến, miền Nam của Trung Quốc đã phát hiện virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên bề mặt cánh gà đông lạnh nhập khẩu từ Brazil. Các mặt hàng tương tự trong thành phố cũng đang được kiểm tra kỹ lưỡng. Ủy ban Y tế thành phố Thâm Quyến thuộc Quảng Đông Trung Quốc cho biết, mẫu cánh gà được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 trong đợt kiểm tra định kỳ ở quận Long Cương vào ngày 12 tháng 8 và đã được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tỉnh Quảng Đông xác nhận. Theo ủy ban trên, tất cả nhân viên có thể đã tiếp xúc với sản phẩm đã được xét nghiệm acid nucleic, những người tiếp xúc gần với mẫu vật đang được theo dõi. Và tất cả các sản phẩm lưu kho cho đến nay đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Ngoài ra, mọi sản phẩm đã bán đều đang được theo dõi. Trong khi các khu vực đóng gói và lưu trữ các sản phẩm tương tự cũng đang được khử trùng. Đây không phải là lần đầu tiên virus SARS-CoV-2 được tìm thấy trên bề mặt hay bao bì của thực phẩm nhập khẩu ở Trung Quốc. Vào ngày 12 tháng 8, nhà chức trách ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông cũng phát hiện chủng virus nguy hiểm này trên bao bì hải sản đông lạnh nhập khẩu. Tháng trước, lô bao bì và thùng container chứa tôm đông lạnh nhập khẩu cũng được phát hiện có chứa virus gây bệnh COVID-19. Tuy nhiên, các nhà chức trách cho rằng điều này không có nghĩa là virus có thể lây lan qua bao bì thực phẩm. Các cơ quan chức năng đã đẩy mạnh xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trên thực phẩm nhập khẩu sau khi đại dịch bùng phát trở lại ở Bắc Kinh vào giữa tháng 6 vừa qua. Ở thời điểm đó, các chuyên gia đã phát hiện virus có trên thớt dùng để sơ chế cá hồi nhập khẩu. Họ cho rằng bản thân con cá không có khả năng mang virus.